Đây là page mình làm riêng cho server mypro.net. Nó là nơi để mình đăng các cái event cũng như là các cái tính năng mới cập nhật của server ở trong cái trang này. Nên là anh em nào mà đang tham gia và sắp tham gia và sẽ tham gia vào server mypro.net của mình thì đừng quên ấn vào nút theo dõi hay là thích cái page này để có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất của server mà mình sẽ đăng lên trên cái trang mypro.net này. Ok. Ok, hello anh em, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay trong video Minecraft này thì chúng ta sẽ cùng đến với server của mình và chúng ta sẽ có một cái thứ mới ở trong đó. Ok, và ở trong cái video này mình sẽ giới thiệu một cái tính năng mới ở trong server MyPro của mình. Và anh em nào mà có muốn tham gia vào server MyPro của mình ấy, thì có thể theo cái địa chỉ IP đó chính là mypro.net để vào chơi. Nó sẽ là hỗ trợ phiên bản 1.10.2 hay là 1.11 đó. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cái mới ở trong server của mình. Như anh em thấy đây, đó chính là server của mình đã bắt đầu cập nhật thêm cái nữa, đó chính là cái tính năng, đó chính là anh em có thể mua cánh được. Và cái cánh này có hai hình thức để giúp mọi người sở hữu. Những anh em nào mà dư giả về tiền ấy thì có thể nạp thẻ vào server của mình và mua cánh, hoặc là những anh em nào mà có thời gian chăm chỉ thì có thể là làm nhiệm vụ và sau đó thì sẽ đổi cánh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu 10 loại cánh để trong server của mình cho anh em. Thì đây là cái cánh đầu tiên nhá. Để muốn có được cánh thì anh em gõ cánh TB Enter phát đấy, thì nó sẽ có cái cánh như thế này. Và muốn có cánh thì phải dùng token để đổi. Token thì sẽ được mua bằng point nha anh em. Đây, chúng ta sẽ mua token ở đây. Một token là bằng 1 point đấy, và chúng ta sẽ rút token ở chỗ này. Ok, thì bây giờ là mình đã có một hai loại rồi. Sau khi mà anh em mua xong ấy thì nó sẽ hiện như thế này. Tức là những cái cánh nào mà anh em chưa mua ấy thì nó sẽ hiện giá, còn những cánh nào mà anh em mua rồi thì nó sẽ hiện lên như thế này. Mình đã mua hai cánh, đó chính là một cánh Angel này. Đấy, anh em chỉ cần click và sử dụng thôi. Bây giờ mình đang dùng cái cánh gọi là cái Flame Fiery đúng không? Thì nó hình kiểu đỏ đỏ như thế này. Ok, đấy, mình sẽ đứng ra đây một chút. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng sang cái cánh cái cánh Angel đi, thiên thần sa ngã em ấy. Đây chính là thiên thần sa ngã, nó có màu trắng. Và sắp tới đây thì xem mình sẽ cập nhật thêm rất là nhiều loại cánh mới nữa, nên là anh em cứ thoải mái đi vào xem mình là cánh gì cũng có anh em ạ. Nào là siêu mỏng cánh này, hai cánh này, một cánh này, đấy, cánh to cánh bé có tất luôn. Ok, thì đấy là mình sẽ giới thiệu trước hai loại. Và bây giờ thì sẽ nói về cái để đổi cánh miễn phí nhá. Thì đầu tiên là anh em thấy chỗ này không? Đó chính là điểm thưởng. Chúng ta sẽ có 5.000 điểm thưởng để nhận một token. Khi bạn điểm thưởng có bằng cách, đó chính là khi bạn đào một block sẽ cộng điểm thưởng ứng theo danh sách ở đây và đủ 5.000 điểm thì sẽ tự động chuyển thành một token. Tức là anh em không phải đổi điếc hết, chỉ cần đi đào đủ block và nó sẽ tự có token luôn. Đá là 0.4 điểm này, khối vàng, sắt thì được cộng 1 điểm và quặng kim cương thì sẽ được cộng 10 điểm. Do là cái này là cánh miễn phí nên là bọn mình đã quyết định là sẽ làm cái nhiệm vụ khó để cho anh em có như kiểu là khi mà làm một cái nhiệm vụ khó và có được đồ ấy thì anh em sẽ trân trọng cánh nó hơn. Nhưng mà nói chung là nó cũng không đến cái mức độ quá khó để mà anh em không làm được. Sẽ có vật phẩm để hỗ trợ. Đúng lại là những cánh này nó rất là rẻ thôi, toàn 30.000 thôi. Nên là ok, bây giờ thì đấy là cái nhiệm vụ đúng không? Anh em đã biết cách để đổi rồi. Thì chỉ cần đi đào đá thôi và đào kim cương đủ điểm mà thì sẽ đổi được. Còn bây giờ thì what the fuck, một đống đồ ở đâu thế này. Bây giờ là chúng ta sẽ test những cái cánh còn lại nhá. Bây giờ mình sẽ mua mình sẽ mua tất cả những cái cánh còn lại. Crystal là gì nhỉ? Băng à, đúng không? Băng giá đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ mua token trước, quên đấy. Mình sẽ mua to con mẹ là ken đi. Mình còn bao nhiêu? Mình còn hơn 700 point nữa. Thế là chắc là mình sẽ mua luôn. Mua tất luôn này. Rồi 60, mình nghĩ là này là ok đấy. 60. Bây giờ hiện tại là chúng ta đã có 211 token. Rồi, mình sẽ mua cánh. Nào, mấy ông này cứ đứng gặp tình mình à? Định gọi là quấy rối tình ái à anh em. Mình có làm gì đâu. Mình chỉ định vào test cánh thôi mà lại bị quấy rối tình ái anh em ạ, khổ thế đấy. Ok, thôi chắc là bây giờ mình sẽ đứng ở đây đi, gọi là bất chấp vậy, bất chấp việc bị quấy rối. Ông này đang làm gì đấy, bóp phếu mình à?
vãi nồi. Ok, tạm thời đấy nhá. Tại vì anh em đông quá thì là rồi. Bây giờ thì TP nhá, mình sẽ đi mua cánh. Rồi, cánh này chúng ta sẽ có crystal. Anh em chỉ cần kích chuột trái vào sau khi mà có đủ token rồi thì sẽ em mua được. Thì sẽ mua tất luôn David này, butterfly là con bướm bướm chứ nhá, con bướm bay. Đấy, con bướm bay 5-3 vòng. Shark là cá mập ạ. Lightning là ánh sáng này, Angel là moon là ánh trăng này. Chị Hằng đến ngày. Rồi, metal. Ok. Đủ tất rồi nhỉ? Thì bây giờ là mình sẽ test từng cái một. Đây là cánh Angel nhá. Mình đang dùng là dùng cánh Angel này. Bây giờ mình sẽ dùng mình cánh Crystal. Holy shit. Oh, cánh Crystal là cánh băng các bạn, nên là nó có cái màu màu băng giá, nữ hoàng băng giá luôn, trông cũng khá đẹp đúng không? À, mình sẽ để như này đi, chạy để cho nó tạo ra hiệu ứng. Đứng quay như này. Đấy, xong. Giống như là kiểu mùa đông mà không lạnh ấy. À, còn cái cánh Flame Fairy này nó màu vàng đấy, mình đã dùng rồi. À, mình sẽ dùng cánh Devin xem nào. Cánh Devin này thì chắc là màu đen đúng không? Holy shit. Nó giống như kiểu là khói ấy. Đấy. Devin nhưng mà quỷ mà. Wow, phê lòi luôn. Tạm thời thì mình có 10 cái thôi, nhưng mà anh em yên tâm là mình sẽ mỗi sau khoảng độ vài tuần thì mình sẽ lại cập nhật thêm cảnh mới, thì anh em dùng tẹt kha luôn. Được rồi, bây giờ là như thế này. Chúng ta đã có mình đã dùng đến cái cánh Devin đúng không? Butterfly này, con bướm thế nào? Ê, mình chưa mua Butterfly à? Thôi, ngu người. Anh em đợi tí thì mình mua Butterfly cái. Rồi, mua luôn Butterfly đi cho nó đầu gấu. Mình thích bướm anh em ạ. Butterfly này, đấy. Nó sẽ có quả cánh màu tím anh em ạ. Anh em thấy không? Nó hình cái cánh bướm ấy, đấy. Nếu anh em nhìn kỹ thì nó sẽ có hình một cái cánh bướm. Cái chỗ này nó hơi khó nhìn ạ. Mình sẽ đi ra cái chỗ nào nó có nhiều màu trắng hơn. Đây, mình sẽ đứng ở chỗ này đi. Đứng ở chỗ này để cho anh em nhìn cho nó rõ. Đấy, nó sẽ có hình kiểu cánh bướm như thế này. Rồi, sẽ thử tiếp là mình thề với anh em là mặc dù mình biết là có cánh nhưng mà mình cũng chưa bao giờ thử cả. Giống như kiểu là mình để dành đến khi mà làm cái clip này thì bắt đầu mình mới sử dụng nó ấy. Shark này, cá mập. Chúng ta sẽ có màu xanh. Và anh em nhìn kỹ thì nó sẽ gần giống như kiểu là vây con cá mập ấy. Đấy, màu xanh như này. TP. Rồi, tiếp tục. Lightning màu trắng đúng không? Cánh màu trắng. Đã uầy, mình thấy cái cánh này cũng đẹp đấy chứ đúng không? Nó giống như kiểu là mình cũng không biết tả như nào, nó giống như hoa anh đào ấy. Tại vì nó có cả cái màu hồng nhạt nhạt nữa. Rồi, Lightning rồi đúng không? Angel rồi, bây giờ Moon đi. Moon là màu xám xám à? Wow, cánh mặt con mẹ nó trăng luôn anh em ạ. Đấy. Và sắp tới rất có thể là mình sẽ mở ra một cái event gọi là thiết kế cánh. Và người chiến thắng sẽ được tặng một cái cánh dành riêng. Ví dụ như này nhá, mình sẽ làm một cái cuộc thi cánh chẳng hạn. Và sau đó mình sẽ chọn ra khoảng độ là cái cánh đẹp nhất. Và mình sẽ áp dụng cái cánh đó cho server của mình. Và người chiến thắng sẽ được tặng cái cánh đó miễn phí. Kiểu như vậy. Nếu như anh em đồng ý thì đừng quên để lại cái comment ở bên dưới này. Và nếu như mà mình thấy anh em ủng hộ cái event đó thì mình sẽ tổ chức event và sẽ thông báo cho anh em bằng video chính thức. Ok. Bây giờ thì lại tiếp tục. Chúng ta có một cái cánh Moon rồi đúng không? Chị Hằng rồi. Đây là Metal. Mình không biết Metal là cái nổi gì. Metal là gì đấy? Giống kiểu tên lửa đúng không? Đó, tên lửa. Mặc dù cái cánh này không đẹp lắm nhưng mà túm lại thì cái gì nó cũng có cái giá của nó anh em ạ. Cánh đẹp thì sẽ là giá cao, mà cánh nó không được đẹp lắm thì sẽ là giá thấp. Nhưng túm lại thì cánh nào trông cũng đều chất cả. Mặc dù cái cánh này thì thôi nhưng mà mình thấy nó chất vãi nồi luôn ấy. Đấy, thế lòi. Ok, đó rồi, bây giờ từ đã. Này, chúng ta sẽ để cánh nào trông trông nó chất một tí nữa. Mình sẽ để cánh này đi. Flame Fairy đi. Cánh này trông ngầu vờ lêu luôn ấy. Ok, và bây giờ sẽ là oh yeah, ông này tên là gì đây? DCMU. Bãi nổi tên kiểu rất là mình cục xúc ý. Đấy, mình có thể nói là cục xúc. Còn ông này đâu? Ông nào đây? Bonnet. Ok, Bonnet rồi. Bây giờ là sau khi đã giới thiệu xuống một map về cái hệ thống cánh mới của server mình thì anh em nào mà thích ý, có thể vào nhá. Và có hai hình thức lựa chọn mình sẽ nhắc lại, đó chính là anh em nào mà chăm chỉ thì có thể tự cày và đổi cánh miễn phí, hoàn toàn miễn phí, chỉ cần anh em chăm chỉ thôi. Và anh nào mà có tiền thì hãy nạp vào, chỉ cần 20.000 là có một cánh rồi, không cần nhiều. Ok, và bây giờ thì
quay trở về server thôi. À, quên nhầm, chào anh em trong server trước. Chào anh em cái. À, chào anh em. Chào cái. Bình thường là mình vào server là toàn chào thôi, nhưng hôm nay là do quay video nên là chưa kịp chào. Rồi, phắn về đảo. À, ít, đúng không? Mình sẽ lượn về cái đảo của mình. Về đảo thôi. Ai nồi. Rồi, đây chính là cái thánh giá đầu lâu của mình. À, bây giờ chúng ta đã có thêm một cánh nữa anh em ạ. Chúng ta có siêu một cánh. Ở server của mình thì cũng có khá là nhiều bông có cánh rồi, nhưng mà do là mình chưa gặp. Rồi ok, và bây giờ như là trước mình đã nói là mình sẽ nâng cấp cái máy farm này lên, đúng không? Nên là rồi ok, có ông đang hỏi xin mình làm police, nhưng mà hiện tại ấy, thì server của mình không muốn tuyển thêm ai hết, tại vì mình sẽ chắc chắn là có tuyển, nhưng mà vấn đề là mình cần để tìm được cái người mình tin tưởng mình dễ tuyển được. Có rất nhiều anh em xin nhưng mà mình chả biết mọi người là ai cả, nên là mình không thể giao quyền cho mọi người được. Nếu như mà có muốn giao thì mình sẽ phải cần tìm hiểu thật là kỹ. Ok, nên là anh em thông cảm nhá, hiện tại thì mình sẽ chưa tuyển bất kỳ vị trí nào trong server của mình hết. Và nếu như có tuyển thì yên tâm là mình sẽ có thông báo cho anh em. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cất cái show này vào đây. Và tiếp theo là mình sẽ phải làm thêm một cái show nữa. 1, 2 đi. Mình là người có sắt rồi mà, đúng không? Làm nhiều nhiều tí. Xô mà không dùng để múc nước thì mình sẽ dùng đi múc cái khác. Ok, múc một cái này. Mình sẽ đổ nó ở đây đi, tạo hiệu ứng đẹp mắt cho cái đảo của mình. Một cái ở đây, một cái ở đây luôn. Múc ở đây và mình sẽ đổ nó, coi đổ xuống đây đi. Ok, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đào nốt cái này. Chúng ta sẽ tạm thời lấp nó lại bằng sắt. Mình thật sự là cái đảo của mình nó rất là kiểu nhí nhố luôn, nhưng mà không sao. Mai sau thì mình sẽ sửa lại đảo của mình đẹp hơn. Còn hiện tại thì nó cứ tạm thời xấu bẩn này luôn. Mình là người chơi theo kiểu ngẫu hứng mà, nên là mình sẽ không quan trọng lắm về cái việc đẹp xấu. Ok, bây giờ đào nốt này ra đi. Mình sẽ làm cho nó thành một cái hình vuông toàn bằng sắt luôn. Ok, cả chỗ này nữa. Hơi tiếc là bây giờ cái Minecraft này nó không, nó giống như kiểu là nó chết rồi, nó ngu vãi. Nó chưa cho làm cầu thang bằng sắt, đúng không? Nếu mà nó cho mà làm cầu thang bằng sắt rồi thì mình có thể trang trí đẹp hơn. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ thì chỗ này đã có đủ rồi, đúng không? Lắp luôn chỗ này. Mình kiểu thừa sắt quá làm liều ấy. Ok, và mình đã có cái chỗ này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vừa đấy là cái lava của mình chỗ này, đúng không? Nên là bây giờ thì chắc là mình sẽ đập cái này đi, lấp vào đây. Tí nữa thì chúng ta sẽ tiến hành đổ lava ở chỗ này. Nên là bây giờ mình 1 này. Làm mình sẽ làm 1, 2, 3, 4. Và chúng ta sẽ có một cái. Mình đạch nhớ vừa đấy mình làm cái gì thôi. Thì chỉ làm một cái đây. Ok. Chúng ta sẽ có một cái chỗ để chảy xuống như này. Và bên trên thì đây, what the fuck. Mình sẽ đập cái này bằng tay, đấm tay cho nó mau. Rồi, đấm tay xong bây giờ mình sẽ ăn bánh ngọt đi. Ăn bánh ngọt, không là bị hạ đường huyết. Rồi, ăn, rồi. Ok, mình sẽ đập nốt cái này đi. Rồi, tuyệt con mẹ nó vời. Rồi, ngu vãi tự nhiên. Không sao, tạm thời chúng ta sẽ để nó ở đây. Một. Tí nữa thì mình sẽ đổ nước ở chỗ này. Nên là mình sẽ lấp vào 1, 2, 3 4, 5 6 Lười vãi anh em mà, mình thề bây giờ mà mình chuyển được cái cục này đi thì ngon. Thôi kệ đi. Kệ. Một thằng lười thì phải chấp nhận thôi anh em ạ. Rồi, bây giờ là mình sẽ lắp vào đây. 1, 2, 3. Oh shit. Ok. Ok. Đấy, ngon lành thành chim ngay. Bây giờ là lắp một cặp đây. Thế đây mày quá vẫn còn sắt anh em ạ. Mình sẽ làm thêm một khối sắt nữa. Một khối sắt bé xinh xinh thôi. Và chúng ta sẽ lấp nó ở đây, để tránh cho cái việc nước tràn lung tung. Gì đó quá. Đây được rồi. Thì nữa thì chúng ta sẽ đứng ở đây để farm anh em ạ. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đổ đi, đổ nước trước. Múc một bé, múc hai bé. Thì nữa thì mình đổ một phát ở đây là đủ rồi. Holy shit. Cái nước này nó chảy khốn nạn vậy. Chắc là mình phải thu lại nước này trước.
Được rồi, bây giờ là mình sẽ tiến hành đổ lava thôi. Mình bị thiếu một số lava. Ngu ngốc. Vậy thì tạm thời ta sẽ lấp nó như thế này để ngăn chặn cái việc ấy lại. Mình sẽ do là bị thiếu lava mà, và mình lười chưa muốn đi đổ. Thì là 1, 2, 3, ok. 3 cái vậy đấy, như vậy. Và chúng ta sẽ có một số nước ở đây. Bang 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 bang. Ngon lành cánh chim ngay. Rồi ơi, bây giờ là mình cần phải làm một cách nào đó. Đây, chúng ta sẽ phải đợi cho cái này nó thọt xuống. Bây giờ đợi cho cái lava này nó hết đã. Được chưa? Nó hết thế. Được rồi. Nó hết vào lều. Ok. Nó sắp tới thì mình sẽ có. Ở đây nó sẽ đập này, đập 1 2 3 4 5. Đập cái này đi xong, và bây giờ thì mình sẽ làm cái hopper ở bên dưới như thế này. Chúng ta sẽ có một hệ thống hopper nối ra đây và sẽ nối vào cái hòm ở chỗ này. Đó. Ý tưởng là như vậy, còn thực hiện được hay không thì lại là chút khác. Chuyện này tính sau. Ok, bây giờ test trước đã, chúng ta sẽ đập thử xem ngon lành đỉnh đào không. Oh yeah, cuối cùng ra cái chuyển sang bên này ạ. Mắc khốn nạn. Rồi, vậy mình sẽ chơi lầy với nó luôn. Mình sẽ đứng ở đây. Rồi, đến cuối cùng thì nó lại chuyển sang bên này anh em ạ. Ngu ngốc thật. Rồi, bây giờ đứng đây farm thôi. Tạm thời thì mình chưa có đủ đồ để mà làm cái hopper, nên là tạm thời chúng ta sẽ để như này. Và tập sau thì mình sẽ nâng nó tiếp. Bị vỡ anh em ạ, bị vỡ rồi, mọi người. Lấp lại cho nó tình cảm, chứ không thì để vỡ ra trông nó hơi thốn. Đây, may quá đồ nó vẫn tụ hết đây anh em ạ. Kim cương, chúng ta có kim cương, cất đi. Cất đi thì khi nào, lúc nào đó đủ. Hiện tại là 6 viên kim cương là chúng ta đã được 600 rồi. À, 600 điểm rồi mà 5.000 điểm, à đâu, 60 điểm rồi. Nếu như một ngày anh em farm chăm chỉ thì mình nghĩ là được 1.000 điểm nó rất là dễ thôi. Và khoảng 5 ngày là anh em có thể đổi được một cái cánh thôi. À đâu, nhầm, khoảng độ chục ngày đã có thể đổi được một cái cánh rất là nhanh. Và anh em nào mà biết farm kim cương thì đừng hỏi luôn. Rồi, mình sẽ farm nhiều đá một chút, phòng cái trường hợp mà mình cần phải đi đổi cả lava. Mà có nhiều anh em vẫn chưa biết đổi lava đúng không? Hình như là có nhiều anh em vẫn chưa biết đổi lava ở chỗ nào. Ok, thì đợi một chút mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Được rồi, bây giờ là ví dụ như này nhá. Đấy, ví dụ anh em làm mất một cái xô nước này đi. Đấy, chẳng may ví dụ anh em đang đứng quay tay đây xong rồi lỡ tay này. Kiểu quay tay nhiều thì tay trơn đúng không? Làm rơi một cái xô nước xuống cái nói chung là cái ở bên dưới như thế này. Rồi. Đấy. Tí thì làm mẫu rồi bị rip luôn ạ. Đen bồn, ok. À, ví dụ anh em là mất như vậy thì anh em sẽ ấn cho mình như này, đó như là wap. Cái này mình nhớ là mình đã làm một lần rồi, nhưng mà thôi mình sẽ làm một lần nữa hướng dẫn chi tiết luôn. Đấy, wap charge. Anh em wap charge xong về cái chỗ này. Ok, về chỗ này rồi đi đâu nhỉ? À đây, anh em sẽ đi qua bên này. Anh em đi qua bên này nhá, rồi gặp cái thằng này, để gặp cái thằng mà có tên là chất lỏng này, và ấn chuột phải của nó. Thì anh em thấy ở đây là chúng ta sẽ tốn là 2 block đá cuộn thì đổi được một số nước. Và cũng tương tự như vậy, 2 block đá cuộn đổi được một cái số dung nham. Nên là ai mà làm bị mất ấy, hoặc là cần thêm số dung nham hay là cần thêm nước thì có thể ra đây để mà đổi. Ok, đấy, dễ. Nhiều anh em cứ inbox hỏi mình, nhưng mà thật là mấy cái đấy mình lười trả lời lắm. Nên là mình làm luôn cái hướng dẫn như vậy để cho anh em biết. Được rồi, và video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và nếu anh em thấy thích cái video này, đừng quên để lại một like của mình nhá. Và hãy tham gia vào server của mình theo cái IP đó là mypro.net để cùng chơi với mình. Anh em yên tâm là mỗi tháng sẽ có event X2 thể nạp và các thứ. Nên là ok, hãy tham gia vào chơi cùng với mình. Bây giờ thì bye bye. Hold up.